Hỗn chiến kinh hoàng tại thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông bị chém lìa tay. Chào mừng quý vị đã quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ, tràn đầy sinh lực và sau đây là phần cập nhật tin tức trong ngày. Hỗn chiến 5 người bị thương ở Sài Gòn. Nhóm người cầm hung khí ập đến truy sát một nhóm khác đang ngồi nhậu khiến 5 người bị thương, trong đó có người bị chém suýt đứt lìa tay. Công an Quy 8 thành phố Hồ Chí Minh đang truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ truy sát đông người nói trên. Bước đầu, công an xác định các đối tượng gây án khả năng đều là dân địa phương. Trước đó, khoảng 0 giờ 10 rạng sáng 1 tháng 7, vợ chồng anh N.V.C cũng nhóm bạn ngồi nhậu ở một quán ven đường Phạm Hùng, phường 4, quận 8. Một thanh niên dân địa phương có biệt danh là Bé Ba, đi xe gắn máy ngang qua và dừng xe, ghé vào bàn nhậu tham gia cuộc vui chốc lát rồi không hiểu lý do gì bỏ đi nhanh chóng. Một lúc sau, Bé Ba kéo băng nhóm gần chục người quay lại, cầm hung khí lao vào truy sát nhóm của anh C. Nhóm anh C chống trả quyết liệt, tìm cách thoát thân nhưng có 5 người bị thương tích với các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trong đó, anh C bị thương nặng nhất, có vết chém khiến tay gần đứt lìa. Sau vụ hỗn chiến đông người, công an vào cuộc lấy lời khai của những người liên quan và đang truy xét những đối tượng gây án. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh. Hãy bấm nút like, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt.